Sinh nhật ai? Sao nay chúc quý vị vòng lại tiếp theo với số tiền như cũ. Ông bà số tiền mới chứ 10.000 nha quý vị nha. Quý vị bình thường là đồng hồ. Đó ăn cái đó. Quen là ngày 1 tháng 1 lận nhưng mà để tiết kiệm. Rồi cái quý vị nghe bây giờ không để quý vị phải chờ đâu. Vòng lại tiếp theo xin phép được mở lượng và kính chúc cho quý vị vòng lại. Happy birthday. Hãy subscribe.
thường ngày. Con số 7, con số 7, đây là con số 7. Con số 7, con số 7. Ba gì đây, ba gì đây, ba gì đây. Rồi mai đây em cùng bay, bay đến những chân trời xa. Thì hãy luôn ghi trong tim, màu da tiếng nói người Việt Nam. Thành tình yêu tặng cho đời, thành tình yêu tặng cho người. Và niềm tin trong em luôn vững chãi. Dù cười em luôn trên môi, cả thế giới sẽ nhận ra. Một Việt Nam luôn hân hoan, chân thật sức sống qua thời gian. Hãy bay cao tận chân trời, hãy giang tay cho cuộc đời. Và giờ đây tôi vui khi gặp em. Tôi là người Việt Nam. 38 mấy gì đây, số gì đây, mấy gì đây, mấy gì đây, mấy gì đây, mấy gì. Con là cấp cục cái gì đâu rồi đó. 38 mấy gì đây, số gì đây, tiếng đàn đưa buồn. Thấy lòng nhạc nhau là mộng như mơ. Đàn đưa ta đi tới đâu. Lắng nghe ôi sao buồn quá. Không, em không phải quận Bình ngã 7 đâu, ngã 5 chuồng chó. Nhưng mà ý chị nói chị lặn chó á. Ý là vậy đó. Mà không phải chính. Ừ, ê chị, tóc chị để lên chị. Đó, dễ thương hơn. Không, chị là Bình Bông. Bình Bông hả chị? Chị là Bình Bông ở bàn thờ của em đó. Nó chết rồi. Nó phụng, nó chết rồi. Trời ơi, chị ngồi mà ướt luôn kìa. Vô tâm lý luôn. Dạ má, khủng quá. Đi con chùa tôi khô gáo lắm á. Ướt thì cho thai đi, nãy giờ thường nghe cay cay á. Ủa tôi ai khác vậy? Nhạc đi anh. Bây giờ là anh giờ nhìn chung lạnh nha. Số gì ba, số gì ba ba. Thích, cái đi, đúng rồi đó. Số gì ba mây, gì ba, số gì ba mây, gì ba. Mưa xanh nhà xe chi xa thì ta. Tôi vẫn phải tin mình. Cái chỗ sao nó bị xét xét. Chị đang rất xéo lòng. À xéo lòng. Tôi vẫn phải
đây, số gì đây, máy gì đây, con máy gì đây, máy gì đây, số gì đây, quá thô ngụm, cứ hoài bên bờ sông lạnh, em để tao lá ngụm, cứ hoài bên bờ sông lạnh. Hả? Sao vậy? Em hát được mà em hát là tông được chú anh Hải chị hơn em làm chứ. Tôi sẽ trước khi tôi đi tôi sẽ hát tặng ông đó một bài. Có anh nhạc ở trong, anh đánh tay. Có anh nhạc đắp ông lại quên bài. Thôi trả luôn. Sao vậy? Trời ơi thấy luôn. Dạ, số gì đây? Số gì đây, máy gì đây, máy gì đây, máy gì đây, tàu hoàng thượng. Bây giờ trong người nó mạnh. Không được rồi, em làm không được, tâm chị rồi. Sức gì đây máy, gì đây máy, gì đây máy, gì đây để hưởng nha. Gì nha, để hưởng là không được. Máy gì đây máy, gì đây máy, gì đây máy, gì đây. Về kiến giang rồi qua phố quơ, ghé núi Tô Châu, thăm lại quê hương mình đây. Mến thương sao còn
dạy dòng lại cơ